Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai đây quý vị. Đó, để đẹp không nhưng quý vị. Giá thì bảo đảm là mini luôn. Đây, chào Tâm. Dạ em chào anh, dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em tiếp tục có một lô mai phôi mini lùng lực, chi cành có, bộ đế đẹp, xin giao lưu còn cô chú anh chị giá mềm mại yêu thương cho cô chú anh chị của mình về tập chơi, tập ghép và giao lưu luôn hết cô chú anh chị. Rồi, số điện thoại của em là 0346929112, cũng là số Zalo của em tên là Tam. Em mời cô chú anh chị cả nhà đại gia đình của mình vào xem clip ủng hộ em hết cô chú anh chị. Rồi, em giao mã số 1, chiều cao là 36. Hoành luôn. Chiều cao 36, hoành thân là 18, 17 rưỡi. Rồi, xây xây luôn. Đây. Kỹ ha. Ngắm mía nhìn kỹ cây ủng hộ giùm em gái mía, cảm ơn cô chú anh chị mình nhiều. Mầm xanh tuyệt mạnh khỏe cây hết cô chú anh chị, mập lù luôn. Mã số 1 em gái Zalo giá 350.000 phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Rồi, xong cây. Dạ rồi, em lên cho mình cặp số 2. Chiều cao 30. Đấy, hoành luôn. Hoành 14. Hoành 13. Rồi, xây xây luôn. Chi cành nhánh có luôn, bộ đế đẹp. Mã số 2, em Zalo giá 250.000 phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Em lên cho mình mã số 3. Số 3. Chiều cao 35. Hoành thân 13. Hoành thân 14. Rồi, xây xây luôn, chậm chậm nha em. Quý vị có bình luận mình rồi đó, quay ào ào. Chậm chậm. Đó, cây này bộ đế cũng tựa giống như hình thú hả cô chú anh chị đó. Dạ mã số 3 em gái Zalo giá 280.000 phí ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Muốn nhanh gọn lẹ sợ cơ chứ anh chị mình mất thời gian. Rồi. Rồi em lên mã số 3. Chiều cao là 30. Tổng hoành dưới đây là 18. Ở đó trên đây đi. Hoành 12. Hoành 13. Rồi. Dạ rồi em lên cặp mã số 4 cho cô chú anh chị. Bộ đế rồi cô chú anh chị. Cặp mã số 4 em gái Zalo giá 300.000. Rồi, xuống cây. Em lên cho mình cặp số 5. Số 5. Chiều cao 32. Hoành 18. Hoành 12. Chi nhánh có luôn. Cây này cũng tựa hình thú luôn cô chú anh chị. Rồi, cặp mai mã số 5 em Zalo giá 300.000. Rồi, xuống cây. Em lên cho mình mã số 6. 6 một cây. Chiều cao 32. Củ nở đế xè đều luôn. Hoành thân 14. Củ nở đế xè đều cái bầu luôn cô chú anh chị. Mã số 6 em gái Zalo giá 220.000 phí ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. Em lên cho mình mặt cặp số 7. Rồi. Chiều cao 40. Hoành thân 16. Hoành thân 13. Rồi, cây rất là dễ chăm dễ trồng hết cô chú anh chị. Giá này thì em gái cũng Zalo hữu nghị cho cô chú anh chị của mình về chơi luôn nha cô chú anh chị ơi. Bao phí ship luôn. Mã số 7 em gái Zalo giá 280.000. Rồi xuống cây. Em lên cho mình mã số 8. Chiều cao 55. Hoành thân 15. Hoành thân 11. Rồi xây xây luôn. Một cặp mai này, một cây tàn dù, một cây tàn thông. Rồi cặp mai mã số 8 em gái Zalo giá 280.000 phí ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Em lên cặp số 9. Chiều cao 30. Hoành thân 14. Hoành thân 12. Cây này đế thú rồi cô chú anh chị. Đây có đuôi mình mẩy chân cẳng đầy đủ hết ha. Xè đều luôn. Hai cây này rất là duyên luôn cô chú anh chị. Chậm vậy được chưa anh? Được. Mã số 9, cặp số 9 em gái Zalo giá 280. Rồi xuống cây. Em lên cây số 10. Chiều cao 30. Cái hoành là 20. Rồi, sẽ xây luôn. Để luôn nha quý vị. Cây mai mã số 10 em Zalo giá 220. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 11. Cây này về trồng nghiêng nghiêng xuống ra dáng bay nha cô chú anh chị. Chiều cao 30. Hoành thân 17. Rồi, xây xây luôn. Về trồng nghiêng xuống tí xíu vậy ra dáng bay hang cây thì bung tược bung mầm khỏe cây hết rồi cho cô chú anh chị. Mã số 11 em Zalo giá 220. Rồi xuống cây. Em lên mã số 12. Chiều cao 29. Hoành thân 17. Cây quái nè cô chú anh chị.
để mã số 12, em giao lưu giá 220.000 phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Em lên mã số 13, chiều cao 38, hoành thân 15. Rồi để luôn quý vị. Đó, để đều xè cái bầu luôn cô chú anh chị. Hai cây y chang như một luôn. Rồi giao lưu như đêm. Mã số 13 em giao lưu giá 280. 208. Rồi xuống cây. Em lên mã số 14, chiều cao 38, hoành thân 14. Cô chú anh chị mình có ai mua số lượng nhiều thì em cũng để giá mềm cho cô chú anh chị mình ha. Hoành thân 12, tới tại nhà thì có giá ưu đãi luôn cô chú anh chị. Rồi, nhỏ mà có giỏ nha cô chú anh chị. Để đầy đủ luôn, quá xá. Rồi cặp mai mã số 14 em giao lưu giá 300. Rồi xuống cây. Em lên cặp số 15, chiều cao 34, hoành thân 13, hoành thân 16. Rồi xây xây luôn, chi nhánh đều luôn cô chú anh chị, lùng lực búp măng luôn, bầu đế có luôn. Mã số 15 em giao lưu giá 250, 250.000. Rồi xuống cây. Em lên mã số 16, chiều cao 30, hoành thân 14, hoành thân 13. Rồi xây xây luôn, tuột ra mập lù luôn cô chú anh chị. Mã số 16 em giao lưu giá 250.000. Để đều luôn. Rồi xuống cây. Em lên cho mình là mã số 17, một cặp luôn, chiều cao 34, hoành thân là 18, hoành thân 17. Cặp này bự rồi cô chú anh chị, cây này bầu đế hình thú rồi cô chú anh chị. Đó, ra dáng luôn ha. Còn này thì đế bàn cũ. Rồi cặp số 17 giá mềm luôn cô chú anh chị, 300.000. Chi nhánh có luôn, lùng lực luôn. Rồi xuống cây. Giá bao phí cô chú anh chị ơi. Em lên mã số 18, chiều cao 25, hoành thân 16. Rồi cây bộ đế rồi cô chú anh chị. Muốn bay về trồng cho nó nghiêng nghiêng xuống một tí xíu, nó sẽ ra bay cho mình hết cô chú anh chị. Dạ mã số 18 em gái giao lưu giá 220.000, ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Em lên cho mình cặp số 19, một cặp lùng lực cô chú anh chị, chiều cao là 32, hoành thân là 15, hoành thân là 14. Chi nhánh đều lùng lực luôn cô chú anh chị. Mã số 19, cặp số 19 em xin giao lưu giá 220.000. Rồi xuống cây. Em lên mã số 20, chi nhánh đều luôn cô chú anh chị, chiều cao 38, hoành thân 18, củ nở chi nhánh đều săn sát luôn ha. Đó, củ nở đế đẹp luôn. Mã số 20 em giao lưu giá 250.000, ship toàn quá cô chú anh chị. Rồi đẹp xuống quá. Em lên mã số 21, chiều cao 36, hoành 11, hoành 12. Một cây phong tàn dù, một cây tàn thông cô chú anh chị. Cây mà cô chú anh chị mình về muốn mau ra chòi á, lấy bao ni lông trùm kín cây lại khoảng trong thời gian 2 tuần hết cô chú anh chị. Góc giữ ẩm thôi, không cần phải tưới nhiều. Mã số 21 em gái giao lưu giá 250.000, phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Mã số 22, chiều cao 40, hoành thân 14, hoành thân 12. Cây này, cái cây này về cắt tiễn đế lại cô chú anh chị, cắt bỏ rễ tiễn đế lại, ra dáng hình thú cho mình luôn nha cô chú anh chị. Tại vì nhà em số lượng nhiều quá, không có kỳ kèo mằn mò từng cây cô chú anh chị ơi. Mã số 22 em giao lưu giá 280.000, ship toàn quốc, chi nhánh đều, bộ đế đẹp. Rồi xuống cây. Em lên bộ 3, bộ 3 băng thú luôn. Mã số 23, 23 chiều cao 29, nó nhỏ mà nó có vỏ, nó duyên mini để bàn nha cô chú anh chị. Hoành có 9, hoành 10, hoành 9, 10 nha cô chú anh chị. Đó, nó nhỏ mà nó có duyên, nó ra dáng con thú hết cho mình nha. Đây, đó, nó nhỏ mà nó có duyên nha cô chú anh chị, mini để bàn nha. Mã số, cặp số 23 em giao lưu giá 250. Rồi, 250, 3 cây luôn. Rồi, dạ, xuống cây luôn. Em lên mã số 24, chiều cao 36, hoành thân 15, hoành thân 15, hai cây luôn cô chú anh chị. Cây này cây trực lắc nè, cái bông rất là bự ha. Cỡ này thì đế bàn đều,
số 24 em giao lưu giá 280.000, ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Cây này là thân nu ha cô chú anh chị. Đây, thân nu đột biến nha cô chú anh chị. Từ nhỏ lên là nó đã có nu như vậy cho mình ha. Rồi, xuống cây. Em lên cho mình mã số 25. Chiều cao là 44, hai cây nơm cô chú anh chị. Hoành thân 12, hoành thân 13, hai em nơm cô chú anh chị. Đây, bộ đế nơm đây quý vị. Dạ, mã số 25, hai em mai nơm này em giao lưu giá 290. Rồi, xuống cây. Giá mềm cho cô chú anh chị mình dễ đóng bo, dễ ghép, dễ chơi luôn cô chú anh chị. Chiều cao 42, hoành thân 13, hoành thân 15, chi nhánh đều bộ đế VIP. Cộng rễ này cũng nuôi nó mập mập lên đi cô chú anh chị, nuôi nó mập mập lên nó cũng ra giá ăn thú cho cô chú anh chị mình đó. Rồi, chi nhánh đều đẹp cô chú anh chị, mã số 26, 208. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 27, chiều cao 32, hoành thân 13. Hoành thân 13, hai cây chi nhánh đều luôn cô chú anh chị. Mã số 27 em giao lưu giá 250. Thao tác nhanh quen rồi cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Này, em lên. Nay cũng chậm mà bớt. Nay vậy là chậm dữ lắm rồi, thao tác nhanh quen cô chú anh chị ơi. Mã số 28, chiều cao 44. Hoành thân 11. Hoành thân 9. Hoành thân 9, 9 10. Ủa, 9 11. Rồi, nguyên cặp đế nơm nha cô chú anh chị. Hồi nãy bộ 3 kia là đế thú, còn này bộ 3 này là đế nơm nha. Rồi, cặp bộ 3 28 này em giao lưu giá 250. Rồi, xuống cây. Mỗi cây có một nét, một dáng duyên nha cô chú anh chị. Em lên cho mình mã số 29. Chiều cao 25. Hoành thân 14. Hoành thân 11. Ơi, một cũ luôn. Hai bộ này rất là duyên cây nha cô chú anh chị, nhìn kỹ ha, y chang luôn. À, bắt cặp khéo quá. Tự mình khen mình. Mã số 29 em gái giao lưu giá 250.000. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 30, chiều cao 30, hoành thân 16, hoành thân 11. Rồi, cây này cũng thân nu luôn cô chú anh chị. Vườn này em sưu tầm vườn này mai nu hơi bị nhiều. Rồi, để luôn nhân quý vị. Mã số 30 em giao lưu giá 280. Rồi, xuống cây. Em lên cho mình bộ 3 mã số 31. Chiều cao 25. Hoành thân 14, bộ 3 này là đủ dáng thế nha cô chú anh chị, hoành 11. Hoành 9. 9 11 14. Đó, thân nu luôn, có cây thân nu luôn, cái này là đầy đủ dáng thế nha cô chú anh chị. Rồi, cặp bộ 3 31 em giao lưu giá 250. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 32, chiều cao 30. Cái này cũng trực lắc nơm nè cô chú anh chị. Hoành 12, hoành 14. Rồi, xay xay luôn. Nội cây này không là đã đủ rồi cô chú anh chị. Đó, nội cây đó đã đủ tiền rồi. Cây này khuyến mãi ha. Đế đều kính râm rắp cái bầu luôn. Mã số 32 em giao lưu giá 300.000. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 33, chiều cao 40, hoành 16. Hoành 16, hai cây luôn, đế nơm đế vàng đẹp luôn cô chú anh chị, đế đều kính mít cái bầu luôn. Mã số 33 em giao lưu giá 350.000 phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 34, chiều cao 34, hoành thân 14, chi nhánh đều có hết luôn, hoành thân 13. Mã số 34 em giao lưu giá 250.000 phí ship toàn quốc cô chú anh chị. 34 250. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 35, chiều cao 35 luôn, hoành thân 14, đế đều kính mít cái bầu luôn. Cây này rất là khỏe cây luôn. Em chỉ để trong mát em phun thân tưới cây không á cô chú anh chị. Gốc thì 2 ngày tưới 1 lần, thân thì phun thường xuyên. Mã số 34 em giao lưu giá 250. Rồi, xuống cây. Ủa, em xin lỗi, mã số 35 em giao lưu giá 250. Rồi, 36 bên đây. Em lên mã số 36, chiều cao 43, hoành thân là 16, chi nhánh đều luôn, bộ đế có luôn cô chú anh chị. Nói chung lô mai này cây nào cũng có tàn đế ok cô chú anh chị ơi. Dạ, cây mai mã số 36 em giao lưu giá 250.
Rồi xuống cây. Em lên mã số 37 chi nhánh đèo Bầu Đá VIP. Chiều cao 59. Quanh thân 19. Quá trời cái bộ đế. Tay cành đều luôn ha. Dạ. Cây này yêu thương rồi cô chú anh chị, nhanh tay nha cả nhà. Rồi để luôn. Nói chung là cái lô mai hôm nay em để giá rất là yêu thương cô chú anh chị ơi. Mã số 37 em giao lưu giá 300. Rồi xuống cây. Hữu nghị luôn cô chú anh chị ơi. Em lên mã số 38. Tiền phí ship, tiền cây công cán hết, bán đam mê của chú anh chị ơi. Chiều cao 40. Rồi, hoành 15 rồi. Để luôn. Để nè. Mã số 38 em giao lưu giá 250 ngàn. Mã số 38. Rồi xuống cây. Em lên mã số 39. Chiều cao 34 luôn. Hoành thân 16. Quanh thân 13. Rồi xây xây luôn. Cây bầu đế. Rồi đế. Con cụ đế. Đế quái luôn. Cây đế quái luôn. Mỗi em một nét duyên. Mã số 39 em gái giao lưu giá 350 ngàn. Rồi xuống cây. Em lên mã số 40. Một cây, hai cây tông cao của chú anh chị. Chiều cao 42. Quanh thân 12. Quanh thân 13. Bầu đế nè, hai em tông cao chân dài của chú anh chị. Ai thích chân dài quốc em này của chú anh chị. Bầu đế nè, quá sát chưa, đẹp chưa. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, mã số 40 em giao lưu giá 350 ngàn. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 41, tất cả các cây thì em bao ship bao sống cho cô chú anh chị mình trong thời gian 2 tháng nha cả nhà. Chiều cao là 30. Hoành thân 14. Hoành thân 15. Cây có vấn đề gì thì cô chú anh chị của mình cứ kết bạn Zalo với em, gửi hình chốt cây chốt mua ở bên em gửi qua cho em nha cô chú anh chị. Cặp số 41 em giao lưu giá 350 ngàn. Rồi xuống cây. Em lên cây cuối cùng mã số 42. Chiều cao 30. Đổ mồ hôi luôn. Hoành thân là 17. Cây mai mã số cuối clip cô chú anh chị ơi. À, để có lường chi nhánh đều đẹp luôn, lùng lực luôn. Mã số 42 em giao lưu giá 220 ngàn, cũng là cây cuối clip. Thì cuối clip, clip này cũng như clip vừa rồi, thì cô chú anh chị của mình yêu thương mã số nào thì cứ alo dùm em gái. Em gái cảm ơn cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0346929112, cũng là số Zalo của em. Em tên là Tâm. Chào cô chú anh chị.